coi ta đã sai. Không, ta không sai. Đây mới là thời điểm thích hợp. Bẩm vương gia, vừa nói gì tiện nữ không hiểu. Hạng nhi nữ tầm thường như ngươi làm sao mà hiểu được. Vậy chuẩn bị đi, ngươi phải vào cung ngay hôm nay. Tiện nữ vào cung ư? Sao lúc nhà cô có nhã ý thì vương gia lại ngăn cản? Tiện nữ e vào cung lúc này thì khó mà được việc. Tình hình đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hoàng thượng đâu có lòng nào mà đoái hoài đến tiện nữ. Đúng là một kẻ ngộ danh, giờ này ngươi còn nghĩ đến danh phận hay sao? Ta nghe nói hoàng tử bé của hoàng thượng hay quấy khóc về đêm, nhưng mỗi khi nghe tiếng đàn tỳ bà của hoàng hậu Bảo Thánh thì lại nín. Chẳng phải ca cầm là sở trường của ngươi hay sao? Xin vương gia xét lại mà thương lấy tiện nữ. Tiện nữ được đức vua cảm mến đã kết tình huynh muội, dù đó chỉ là cái vỏ bọc để tiện nữ hoàn tất những trọng trách mà vương gia giao phó. Tiện nữ đâu dám từ chối nguy nan. Tuy nhiên, vào hậu cung để hầu hạ cho hoàng hậu và hoàng tử thì... Thì sao? Được hầu hạ cho một đương kim hoàng hậu và thái tử yêu quý của hoàng thượng, ngươi phải coi đây là một thánh ân mà mình được hưởng chứ. Giờ đây hoàng thượng như đã xa nạ với phủ Chiêu Quốc nên thông tin thưa vắng. Ngươi hoặc sang đó tiếp tục sứ mạng của mình, hoặc là cái kết cục mà ta và hiệp hội bất đắc dĩ phải làm. Thưa vương gia, mong vương gia nể tình. Giả như tiện nữ chỉ là một đứa con gái bình thường, không được hoàng thượng để mắt, thì việc gì tiện nữ cũng có thể làm. Nhưng... Đồ vô dụng, ngươi thấy nhục hay sao? Ngươi ghen với hoàng hậu à? Sao trước đây ngươi từng nói ngươi không ưa gì cái thứ đàn ông vô dụng ấy nhỉ? Giờ đây ta đã sớm thấy lòng dạ của ngươi. Để xem nhà vua làm được gì cho ngươi. Ngày như ta, chú ruột của nhà vua không nhìn nhận một cách đúng mức. Cái họ Trần của ngươi mang chỉ là một món quà mà thôi. Nên nhớ, muốn món quà ấy được giữ mãi bên mình, ngươi phải tận trung. Hãy nén nhục mà chờ thời cơ, đừng bắt ta bực mình thêm. Bẩm vương gia, tiện nữ không biết cái thời cơ mà vương gia trông đợi là khi nào. Nếu một ngày nào đó quan gia phát hiện ra ý đồ của vương gia thì hậu họa thật không thể lường trước. Như Trần lão là cùng chứ gì. Đời đen bạc đến thế là cùng, ta chẳng còn gì để mà tiếc. Như Trần lão đã may mắn vì còn được sống. Ví như tên Mãnh, gia nô trung thành của hắn, nghe chủ xúi dục mà cúi đầu đặt bút viết thư lông nhục triều đình, cái tội năng chỉ kể cũng đáng.